Các bạn, sản phẩm nó chính là máy cạo cắt vỏ mía này, cắt khúc vỏ mía và dóc vỏ mía tự động này. Đây mình chạy thử máy dóc mía trắng nhá, thì thường thường là máy này chuyên dóc mía tím, mía đỏ nhá. Thì máy này là dóc và cắt tự động nhá. Ví dụ những ai mà muốn đây cắt như thế này này này. Đây, ví dụ ai muốn ấy thì ta tháo cái con dao này, trong đây có một cái con dao này. Đấy, con dao tháo cái dao ra thì nó chỉ việc dóc thôi. Đấy. Đây là mình sẽ chạy thử cái cây khúc mía này nhá. Khúc mía này kích thước nó sẽ là tầm 60 tầm 70 phân này, 70 phân này, 70-80 phân này nha. Tôi cho là 70 phân, 80 phân này. À, khúc này nó cũng ngắn thôi ha. Đấy, ngắn này ha. Đường kính mía này. Nói chung là mía này thì các bạn mía nó tương đối, đường kính nó tương đối thì mới dóc được nhá. Đấy. Mình đây. Mình sẽ đưa vào ra. Đấy. Bộ này. Chưa bộ kèm ha. Đấy, đưa hết, qua hết. Đấy. Được chưa? Đấy. Đấy, rất là nhanh. Rất là nhanh. Đấy. À, nếu mà cái đường kính nó rộng thì vi ấy được nha. Còn những một số cái này thì nó là do cái mía nhỏ quá thì nó không ấy nhá. Mía bây giờ mía dạng như là mía cuối mùa mình này. Chứ còn nếu mà các bạn dọc mía tím rất đẹp nhá, cái khúc này là rất đẹp này, vì khúc nó to ha. Đấy. Đấy, các bạn lụ các bạn tháo con dao này đi đi, là các bạn chỉ có dóc không này, ai muốn dóc không thì tháo con dao, không muốn cắt khúc thì tháo ra nha. Đấy. Là được. Đấy. Máy dóc vỏ mía tiếp. Công suất máy nó là 2000W. Đấy, thì 220V. Kích thước máy nó là rơi vào tầm 70 phân. Chiều ngang nó là 38 phân. Đấy. Chất liệu máy là toàn bộ inox hết nhá. Inox 34 hết. Cao 1m6. Đấy. Dao inox này. Dao này. Đấy. Đấy. Đây là bộ nhựa để thêm cái bộ xịt này. Đó. Đấy. Đây là bộ vệ sinh này. Đấy. Máy này chỉ cần cắm là được thôi nhá. Đấy. Các bạn mua máy liên hệ qua số 0934482422 146 Nguyễn Trãi, website của mastermart.com, địa chỉ là 79 Lê Hồng Phong, phố Zalo này. Đấy. 146 Nguyễn Trãi là hai số này dùng Zalo nhé. Đấy. Bên mình giao hàng toàn quốc nha các bạn nhé. Đấy. Rất là đẹp ha. Kích thước cắt của máy cắt khúc của máy nó rơi vào tầm 24-25 phân nhá. 24-25 phân nhá. Một khúc nhá. Nó tầm 24-25 phân. 24 phân ha. Đây là tính theo cái cây dài nhá. Cây nó phải to, dài và đẹp nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.